Thưa quý vị, do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu rằng đông con thì sẽ có thêm người lao động hay là cố sinh con trai để nối dõi, nên nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk có tới hàng chục đứa con. Sinh con đông khiến cho những gia đình này luẩn quẩn trong vòng quay đói nghèo. Tương lai của những đứa trẻ cũng trở nên mờ mịt. Tuy mới 32 tuổi, nhưng vợ chồng anh Lý Mỹ Mạnh đã có 6 đứa con. Căn nhà trống khua trống huếch, chẳng có gì đáng giá nhưng vẫn sinh con đông. Cũng chỉ bởi vì nặng nề tư tưởng của người Hơ Mông rằng phải có con trai nối dõi chăm sóc mình khi về già. Còn đây là buổi trưa tại một gia đình có 8 người con. Mấy mẹ con chị Vàng Thị Xuân đang đi hái đậu để nấu ăn. Hôm nào bố đi làm thuê có tiền thì buổi tối cơm mới có thịt. Còn lại gia đình chỉ ăn cơm trắng, chăn nước hoặc ăn cùng rau, đậu. Hai đứa con phải bỏ học, ở nhà trông em làm nương rẫy. Gia đình cả chục người phải chạy ăn từng bữa, ốm đau thì vay mượn. Hàng năm, tỉnh Đắk Lắk có trên 32.000 trẻ em được sinh ra. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên vẫn ở mức cao. Trong 6 tháng đầu năm 2023 là 28%, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù cán bộ dân số đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, nhưng tư tưởng sinh con đông, sinh con trai đã ăn sâu bén rễ vào suy nghĩ của đồng bào nơi đây. Vấn đề này là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ở những gia đình đông con, nhiều đứa trẻ ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, đã phải mưu sinh kiếm sống phụ gia đình. Lúc rảnh rỗi, những đứa trẻ này lại đi nhặt ve chai hoặc lại theo bố mẹ lên dãy bể bắp, kiếm măng. Nếu không có tiền đi học, thì những cô cậu vừa mới lớn đành gác lại giấc mơ dang dở, ở nhà làm thuê rồi tảo hôn. Tương lai tiếp tục luẩn quẩn trong vòng xoay cơm áo gạo tiền.